Hello everybody, welcome to Heo với KT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game này là chắc là triệu hồi ninja rồi hả? Phiên bản của Milo hả? Đấy, chưa biết là nó phi cái gì và phi những gì nữa anh em. Thì cũng không biết luôn hả? Ồ, biết chính. Nhưng mà chắc là em nghĩ là nó sẽ phi ít hơn bản Việt Nam đấy. Ok, nhưng mà vào tìm hiểu thử coi. Xem sao ha. Nãy thấy cái hình là con của con game này, nhưng mà rồi có ngàn rồi hả? Này cũng chả biết luôn. Nãy thấy cái hình nó có con Goku trong này nữa nên em mới bấm vào vô thấy là con triệu hồi ninja. Bà mẹ nó, không biết các bạn đó là bản nào nữa hả? Để lượn một vòng coi thử coi anh em nào có muốn vào khám phá thì vào hả, bản Việt Nam chơi riết thì nhiều ông chắc cũng chán. Ok, có thể chơi thử bản này coi sao. Ủa, đánh xong rồi hả? À, chưa, đây giờ mới đánh nè. Thì con này đầu vô thì bắt buộc là chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân thủ rồi hả? Chạy chứ cũng nhanh à. Rồi con này anh em quá là quen trên kênh Heo luôn rồi anh em. Này có cái bản này nên là vào coi thử coi sao. Đậu xanh nữa. Trước thì có gì? Goku, triệu hồi Goku. Thì cũng có bản của Milo. Milu rồi hả? Đấy, hiện nay up luôn bản này cho nó đủ bộ của bên mấy con triệu hồi luôn. Nó gồm triệu hồi ninja, triệu hồi Pokemon, rồi triệu hồi đúng rồi, trước cũng có triệu hồi One Piece, triệu hồi vua hải tặc đồ, triệu hồi Luffy đồ này nọ nữa. Ok, xong rồi, đó, ra chạy này rồi ra đánh thêm trận nữa là xong rồi. Nó không như bản Việt Nam ha, vô là có VIP mấy cái hẻ đồ ăn ở đây ha. Nhưng mà bản này chắc không phải là bản 30 sao quy tỷ tỷ như của Việt Nam đâu. Ok, mấy con này mà về Việt Nam là quy mới phơi. Còn mấy con này thì không hôm đâu. Rồi xong hướng dẫn đầu game này hả? Nhưng mà chúng ta phải bấm ở đây đó, cho nó lên level, đang hiện cái túi hư đồ hả? Điểm danh nhận vé quay tướng đâu. Cái này coi cũng được nè anh em, mỗi ngày được 10 tệ hả? Nào cũng được hả? Ở đây quà VIP. Quà VIP không game nguyên bảo. Nào cũng an ủi được phần nào, nhưng mà nhìn quà VIP thấy fail quá nhỉ. Ok, chắc VIP 10 được ngon hơn. Đúng y luôn nè không? VIP 10 được ngon hơn nè không? Và không biết bản này là bản bao nhiêu sao và tướng ra sao nữa ta. Bao nhiêu sao thì chắc là không biết rồi. Ok, trời có chục vạn kim cương vậy trời. Đi chập cốt luôn cho nó máu hả? Đây hộp quà. À mà phải đi lấy code cái đã. Code có bao nhiêu thì mình gom hết đi ha. Được hy vọng là được quà ngon ngon chứ, mà chắc cũng không hy vọng được đâu. Thường là mấy cái quà code bên này nó toàn là phi gì đâu không à. Quy giấy lộn, rồi giấy quyến, rồi giấy chùi đích, rồi giấy vệ sinh đồ không, chứ có con nào ngon trong này đâu. Phải không? Rồi có 5.000 kim nguyên bảo à. Cái này để anh em vào chơi giải trí đồ được. Tính ra cái bản này là mấy ông Trung Quốc là mấy vô kéo mem của bên
Milu qua chơi mấy bản Việt Nam cho nó phê chứ. Thì có mấy bản Việt Nam huy tiền tỷ không? Ồ, một thằng ga hả? Ủa mà sao tư chất của nó lại chấm hỏi? Naruto à. Dạ, vậy chắc bay tướng của bộ phê à. Coi 10 vé quay, nếu mà không có vé quay thì nó quay tốn bao nhiêu ta? Đâu, tỷ lệ quay cũng hợp anh em. Wow. Wow, tỷ lệ quay cũng hợp. Quay hường nè ha. 27.000 kim cương cho một lần quay nhân 10. Ôi vãi cả lòng. Quay nhân 10 cái rác hết cả ruột luôn á. Não lòng thiệt chứ. Nó đâu có tính kim nguyên bảo nạp đâu anh em. Ok, mấy con này thì trời má đéo đủ một tim luôn. Đậu phòng nữa. Mà được cái nó nhân 3 đồ này nọ ha. Đó. Được rồi, game này thì mấy ông bên kênh tôi là biết hết rồi. Ok. Danh hiệu hả? Lên lên level. À, kêu nâng cấp hả? À, không chạy nhiệm vụ hay gì á. Một ngàn. Hai ngàn. Lên được level 10 không? Lên level 10 nó mới mở hết mấy cái event đồ ra anh em. Trời ơi. 5.000 luôn. Ok, chơi khô máu luôn. Ôi rồi má, mới lên level 9 được rồi hả? Ủa đây cũng không phải là có bản siêu siêu A-Sep, siêu kinh nghiệm hả? Bản siêu kinh nghiệm cho mới phê. Đây. Này, đây đây, quà online nè anh em. À, online nhận 10 tệ nữa kìa. Được, được. Online nhận được 10 tệ là khá hôm rồi hả? Ủa nhưng mà mấy bản này bên Trung Quốc chơi kinh thiệt chứ. Quá trời anh em chơi luôn anh em. Trời ơi, rất nhiều người chơi nha. Trời ơi, vậy thôi qua bên đó kéo mem Trung Quốc về chơi bản Việt Nam nè cho mới phê chứ. Cái bản Trung Quốc này hơi bèo, hơi ít đối với bên anh em chúng ta hả? Vô mua mấy cái vé trong này hoặc nâng với mấy cái vé trong này mới mua được. Nãy gì à? Túi mạnh tướng hả? Đục cũng được một mớ ta, được hai con gì đây? Be với lại Yamato, không phải con đó là con gì ta? Quên mẹ nó rồi. Giờ ráng chạy. À, cái năng động nè, năng động nè, đúng rồi, đúng rồi. Ê, cái xu này xu gì đây? Có thể là xu GME hả? Cái bản này mà phi GME nữa là hôm hả? Nào, 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 chưa biết luôn. Phải có GME trong này thì nó mới hôm. Đó, kim nguyên bảo đồ. Ok. Có GME nó mới hôm hả? Tất nhiên là nâng ông này rồi anh em. Ông này VIP hơn. À, cái đó là ớt. Ôi dồi má, ớt mà hồi nãy giờ cứ tưởng đâu đó là tướng tướng gì đó, đầu xanh đó. Sorry, sorry, đã trách lầm em đó anh em. Ủa sao tướng gì tự nhiên dấu chấm hỏi. À, thì ra đó là tướng ớt. Ok, ok. Chắc xong trận này là lên VIP 11 được á. Đó, thấy không? Trời ơi, giờ đánh nhanh liền. Đó, lột level 10. Nè. Này quà nạp rồi. Nhưng ăn được không? Đù, ăn được quà nạp anh em. À, vậy cái vé tệ mà hồi nãy chúng ta thấy đó là vé tệ nạp nha. Nào, được luôn, được luôn. Có tệ nạp luôn anh em. Wow, ok hả? Rồi, đây. Mở nhiệm vụ 7 ngày, đồ mấy cái túi, mấy nhiệm vụ đồ ra nè. Rồi cập nhật thêm hả? Cập nhật thêm để nhận thêm một mớ đồ kim nguyên bảo đồ để nhiệm vụ đồ hả? À, này gì ạ? Qua level
tiêu phí đồ. Ủa hồi nãy mình có ăn quà VIP ở lòng ăn cái quà nạp gì mà ta. À, ngày được 20 tệ nha anh em. Ok man, ngày được 20 tệ. Chứ năng động hàng ngày, ô, oh, à chưa. Với cái năng động hàng ngày được thêm không phải cái đó là cái gì, online hàng ngày được thêm 10 tệ là chúng ta có tổng là 30 tệ một ngày nha anh em. Được, ồ đây chọn tướng đó nè. À chọn một trong ba con này hả? Tất nhiên là chọn Naruto rồi. Ủa tư chất nó vẫn dấu chấm hỏi kìa, có khác đâu. Rồi, link neo để với phần mô tả ha. Anh em nào muốn đổi gió qua mấy con này trải nghiệm thì tải về trải nghiệm thử ha. Link neo sẽ để với phần mô tả. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.